kính chào chư vị đạo hữu đến cái tiểu điểm tính phòng vấn đạo tông mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện ai bỏ hắn tu tiên tác giả tối bạch đích ô nhà tiếp chương 144 hóa ra khi có con ở đây mọi người đều rất câu nệ chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ thứ sử thanh châu dẫn các quan viên của thanh châu ôn ôn tiến về bố y chấn y dùng con dấu thứ sử nệ xuống quy tắc bao bọc thị trấn hóa thành mảnh vỡ vô hình dần dần sụp đổ đây không phải là sức mạnh của bản thân thứ sử mà đây là quyền hạn do vương triều đại hạ trao cho y cho phép y có thể điều động một phần nhỏ lực lượng của nhân đạo nhưng tu sĩ này không phải là lần đầu tiên giải quyết vấn đề này có bọn họ ra tay những chuyện không thể tin vào mắt như ông giáo trưởng tư cách gì mà ngôi nhà tranh ban ngày có nguy hiểm tất cả đều là trò cười họ bắt giữ tiên sinh tư thục lôi ra bóng đen ẩn nấp trong ngôi nhà tranh điều tra xem có bao nhiêu là xác chết biết đi có bao nhiêu người là người sống nghiên cứu xem những người biến thành chó đen có thể hồi phục hay không mọi việc đều đang diễn ra theo một cách rành mạch phân minh bớt hủ tiếng tử chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy trong thời tượng cổ không có khái niệm về quốc gia bộ máy hành chính xây dựng trên nền tảng lấy tông tộc làm mối liên kết không có tổ chức sở hữu sự phân công rõ ràng và có trật tự như vậy theo như lời của bất ngữ đạo nhân đây chỉ là sức mạnh của mỗi mình vương triều nếu triều đình phối hợp với ngũ đại tiên môn cùng hành động họ có thể một mạch quét sạch tu sĩ cổ đại lục dương và mạnh cảnh chu tìm thấy chủ quán trọ người vừa mới được giải cứu ra ngoài chủ quán trọ nhìn thấy hai người họ thì vui mừng thì phát khóc gã không nghĩ rằng hai người này thực sự có thể giải quyết được vấn đề hơn nữa là trong khoảng thời gian ngắn như vậy Trước đây gã thật sự không nên nghi ngờ nhóm người Lục Dương là tu sĩ ma đạo. Quan viên Thanh Châu còn phát hiện ra chủ tiệm thuốc là đồng lõa của chấn trường có bằng chứng từng hại vô số người. Dưới sự hạn chế của quy tắc, chủ hiệu thuốc trông có vẻ như nói sự thật, nhưng trên thực tế luôn che giấu một số chuyện đã hãm hại không biết bao nhiêu người. Tên học việc ở tiệu thuốc, lão sư tư thục nhà dịch, chủ tiệm bán bánh bao thịt, những người này đều là bị giam lại chờ điều tra rõ ràng chân tướng rồi mới quyết định kết quả. Thứ sử Thanh Châu viết bản tấu ngay tại chỗ, muốn báo cáo sự việc của ba người họ lên triều đình, nhưng bị bất ngữ đạo nhân ngăn, bảo thứ sử Thanh Châu ẩn đi tên của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, nhưng phần thưởng xứng đáng thì vẫn phải có. Bất ngữ đạo nhân mời hai người vạn bối ưu tú ăn uống ở tiểu điếm sầm uất nhất của Thanh Châu. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, Mặc dù kế hoạch ra ngoài du ngoạn của chúng ta đã xảy ra chút rắc rối nhỏ, nhưng chủ quỳ đó cũng là chuyện nhỏ, đợi sau khi chúng ta ăn uống no nê, ta sẽ dẫn các con đi tham quan sự phồn hoa của phiên Nam Đại Lục. Lần này nhân lúc đại sư tỷ của con không có ở đây, ba người chúng ta cứ việc ăn chơi thoải mái, yên tâm đi, nếu có chuyện xảy ra thì ta gánh hết cho. bất ngữ đạo nhân vui vẻ cười lớn, nhưng việc còn lại đều do quan phủ xử lý, chẳng có liên quan gì đến lão ta khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, tự nhiên là buông thả bản thân một phen. Ô, vậy à, hóa ra khi có con ở đây, mọi người đều rất câu nệ. Một giọng nói lạnh lùng khiến tiếng cười của bất ngữ đạo nhân đột nhiên ngưng bặt. Lúc này lục dương vào mạnh cảnh trù mới phát hiện rằng tiểu điếm vốn náo nhiệt dị thường lại trở nên yên tĩnh. Chỉ có bàn của họ là đang vui vẻ trò chuyện. Bây giờ cả ba người đều không dám nói chuyện. Tòa tiểu điếm yên tĩnh tới nỗi, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng cây kim rơi xuống đất thực khách từ rất sớm đã nhận ra rằng tiểu điếm đã đón một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đó vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt mọi người mọi người đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp và khí chất của nàng ấy họ bất giác ngậm miệng thậm chí không dám thở mạnh lên một cái sợ rằng nữ tử đó sẽ chú ý tới mình nữ tử đó chọn một cái bàn rồi ngồi xuống lặng lẽ nhìn vào ba sư đồ đang buông thả bản thân không có ai có thể nhìn thấy rằng trong tay nàng còn kéo theo hai sợi xích Đang trói buộc hai hồn phách Cuối cùng nữ tử đó lên tiếng Ba sư đồ lúc này mới nhìn thấy nàng À thì ra là tiểu vân à Nào nào ngồi xuống cùng ăn đi Bật ngữ đạo nhân gắng gượng nở nụ cười Ba kiến đại sư tỷ Lục dương vào mạnh cành chu chào hỏi Với vẻ đôn hậu Bật ngữ đạo nhân có chút sừng suốt Mà nhìn vào hai sợi dây xích trong tay của vân chi Nhận ra người đang bị trói Chính là hai tên hợp thể kỳ đã trốn thoát À Tiểu Vân, con đã tìm thấy bọn ta từ lúc nào? Từ lần đầu tiên người thi triển nhân kiếm hóa vạn kiếm và nhân kiếm hợp nhất. Bất ngữ đạo nhân ứa mồ hôi lạnh. Đây là chuyện của một ngày trước, cha trách Tiểu Vân có thể bắt được hai người này. Lão thoáng suy ngẫm trong suốt ngày hôm qua, lão không nói xấu Tiểu Vân, còn hên, còn may lắm. Hai tên hợp thể kỳ bị bắt giữ, nhìn Vân Chi với vẻ khiếp sợ, người này chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một trường từ xa thì đã đánh bay hồn vách của hai người bọn chúng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn của cánh giới nào chứ? Tại sao bọn chúng cứ liên tục đụng phải những lão quái vật thế này? Thời thượng cổ tái hiện nơi đều là cơ duyên đã nói rõ từ trước đâu. Đây nào phải là cơ duyên gì? Rõ ràng khắp nơi đều là nguy hiểm mà. Ban đầu con lo lắng sư phụ người không biết đường dẫn hai người bọn họ đi lạc, nhưng bây giờ khi con không ở đây, mọi người lại chơi rất vui vẻ. Vân Trí nói với giọng điệu bình thản, khiến ba người họ không khỏi cảm thấy dùng mình. Mạnh Cảnh Chu phản ứng nhanh nhất, chỉ về phía Lục Dương. À, tất cả đều tại Lục Dương đấy, ban đầu đệ không muốn đi đâu, tất cả đều tại Lục Dương kêu đệ đi." Lục Dương trở tay chỉ về phía Bất Ngữ đạo nhân. "Tất cả đều tại sư phụ, sư phụ nói rằng ông ấy muốn làm tròn trách nhiệm của một người sư phụ, rắn đệ ra ngoài để trải sự đời." Bất Ngữ đạo nhân nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, tại gia gia của tên tiểu tử này đã nói với ta nhờ ta chăm sóc tôn tử của lão nên ta mới dẫn bọn nó ra ngoài chơi kinh nghiệm giấc họa phong phú của bất ngữ đạo nhân nói cho lão biết rằng đầy trách nhiệm cho người không có mặt ở hiện trường là lựa chọn thông minh nhất ánh mắt lạnh lùng của vân chi quét qua ba người bọn họ sư phụ người tiếp tục ra ngoài tuyên truyền những sự tích vẻ vang của vấn đạo tông ta lục dương và mạnh cảnh chu hai người bọn đệ theo ta về Vân Chi lo rằng Lục Dương vào bệnh cảnh trù sẽ học theo những tác phong không đúng đắn của sư phụ. Trước khi đi, Vân Trì dẫn hai người bọn họ về. Nàng nói với bất ngữ đạo nhân. Sư phụ tiện đường nói một tiếng với thứ sử Thanh Châu. Người đã bị con bắt lại rồi, không cần phải căng thẳng như vậy nữa. Vân Trì muốn đưa hai tên tù binh hợp thể kỳ về vấn đạo Tông để xem thử có thể lấy được thông tin hữu ích nào không. Trên đường trở về, Lục Dương tranh công với đại sư tỷ nói rằng bản thân đã tiêu diệt một hợp thể kỳ, liệu có thể nhận được điểm công hiến hay không? Vân Trì thắc mắc, người đã giết chết tên hợp thể kỳ không phải là Hoàng Đậu Đậu sao? Vừa nghe thấy những lời này, bất hủ tiên tử cũng không mang tới việc Vân Trì trực tiếp gọi tên mình. Nàng ta nói với vẻ hào hứng, vậy ta có thể nhận được điểm công hiến hay không? Người không phải là người của vấn đạo tông ta, đương nhiên không thể. Bất hủ tiên tử thậm chí chẳng cần phải suy nghĩ, ngay lập tức nói vậy ta sẽ gia nhập vấn đạo tông lục dương ngạc nhiên mà nhìn về phía bất hủ tiên tử sao vừa mới nói gia nhập thì gia nhập vào ngay thế vẻ cao thâm mặc chắc từ thân phận tiên nhân của nàng đâu rồi vân chi gật đầu một vị tiên nhân gia nhập vấn đạo tông tự nhiên không thành vấn đề ta có thể đặc biệt phê duyệt cho ngươi trở thành khách khanh đầu tiên của vấn đạo tông nhưng chỉ có mình ta biết về thân phận của ngươi tương xứng theo đó người sẽ nhận được điểm công hiến của lần này và sự cung phục tham chiếu theo cấp bậc trưởng lão. Nếu người đồng ý với những điều kiện này, thì có thể gia nhập. Gia nhập? Bất đùa tiên tử rất thích bầu không khí của vấn đạo tông, rất giống với tính cách của bản thân. Điều này đúng là khá hiếm thấy. Vân Chi lại nhắc tới một chuyện, nói với Lục Dương. Vài ngày trước, công chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung đã đến tìm gặp ta, nói rằng muốn đem đệ đi bồi thường cho Lan Đình. Ta cảm thấy đệ cũng đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin, vẫn đạo tông và nguyệt quế tiên cung, cũng coi như môn đăng hộ đối, nên đồng ý cho hai đứa kết thành đạo nữ. Nhưng sau đó không biết do cớ sợ gì, công chủ của nguyệt quế tiên cung lại nuốt lời. Đệ có manh mối gì không? Phải chăng người ta chê đệ chưa đủ ưu tú? Lục Dương nghe đến mặt ngơ mày ngác. Chưa 140 năm, người mạnh nhất của ngũ đại tiên môn. Mạnh cảnh chú vỗ vai Lục Dương nói, Cuối cùng Huỳnh cũng yêu thú tới mức Người ta tìm đến cửa cầu hôn rồi Lục Dương nhìn Mạnh Cảnh Chu Cũng sao Mạnh Cảnh Chu tự hào nói Từ nhỏ đệ đã có hoàng thân quốc thích Và những người từ danh môn tránh phái Đại thần có thực quyền đến nhà đệ để cầu hôn Để nhị nữ nhà họ Làm vị hôn thê của đệ Như thế đó không phải là con ruột của họ vậy Chỉ là phụ mẫu và trưởng bối trong nhà Đều không đồng ý Thay độ cực kỳ kiên quyết Nếu không thì bây giờ để thế nào cũng lục dương tiếp lời thế nào cũng mắc thận hư mạnh cảnh chu tức giận nói thế nào cũng là thiếu gia phong lưu hai người họ túm lấy nhau mà đánh cùng lúc sử dụng hồ quyền từ trên tầng mây vọng đến từng trận giết gào vân chi tập trung phi hành không đếm xỉa đến bọn họ lục dương hóa thành yêu hồ một vuốt ghi lấy mạnh cảnh chu đánh đến mạnh cảnh chu chỉ có thể mở miệng xin tha hồ quyền của mạnh cảnh chu rốt cuộc không thể đánh lại hồ thật như lục dương sau khi đánh xong, Lục Dương vẫn nghĩ không thông. Những phẩm chất ưu tú mà mình đã thể hiện ra ở quận Diên Giang đã đạt tới mức độ khiến người ta tìm đến cửa để cầu hôn rồi ư. Hơn nữa, tìm đến cửa cầu hôn, nhà gái nuốt lời, có linh hồn cường đại bên trong cơ thể. Tại sao những yếu tố này lại quen thuộc thế nhỉ? Vương Triều Đại Hạ, Đế Thành, Hoàng Cung Trên cung điện, một nam tử oai nghiêm, khoác áo màu đen huyền khảm nạp hoa văn màu hoàng kim ngồi ở trên ghế cao dáng vẻ bệ vệ quần thân ở bên dưới cao giọng sướng bệ hạ bầu không khí trang nghiêm mà nặng chiếu chư vị ái khanh bình thân tạ ơn bệ hạ ánh mắt hạ đế quét qua quần thần lấy ra bàn tấu vừa mới nhận được trẫm vừa mới nhận được bàn tấu của thứ sử thanh châu nói rằng có năm hợp thể kỳ cổ đại đã sống dậy tại một nơi gọi là bố y trấn ở thanh châu đã tạo thành một lĩnh vực Tông chủ của vấn đạo tông tình cờ ghé ngang qua Dắt theo hai đồ đệ Giết ba hợp thể kỳ trong số đó Ngay khi lời này vừa nói ra Quân thân thở vào một hơi Năm tên hợp thể kỳ sống dậy Tuyệt nhiên không phải là chuyện nhỏ May mà để cho bất ngữ đạo nhân bắt gặp Nếu thay bằng tu sĩ hợp thể kỳ khác Thì đã trực tiếp ngã ngựa Ở bố y chấn rồi Bất ngữ đạo nhân dù danh tiếng không tốt cho lắm Mọi người vào thời thiếu niên Ít nhiều cũng bị lão chơi xỏ qua Nhưng thực lực của lão thì không cần phải bàn cãi là đỉnh cao của hợp thể kỳ tuy nhiên vẫn có hai tên hợp thể kỳ trốn thoát ở nữa cả hai đều là hợp thể đỉnh phong hạ đế nhắc nhở quần thần đây mới là điểm trọng yếu hạ đế vốn chẳng trông chờ bọn chúng có thể tuân thủ quy tắc phương pháp tu luyện của thời cổ đại vô cùng thô bạo coi mạng người như cỏ rác bọn người này sống dậy chính là để tranh đoạt cơ duyên ở trong đại thế vì mục tiêu này mà không từ thủ đoạn vương triều đại hạ đã từng nhận lấy bài học ở phương diện này. các quan thần nhỏ giọng thảo luận. nếu hai hợp thể kỳ chịu ló mặt ra, tự nhiên không có gì đáng sợ. trên chiều đường có khối người, có đủ khả năng đối phó, nhưng chỉ sợ hai tiên đó ẩn mình, âm thầm mưu đồ gì đó. nếu chúng cấu kết với ma giáo, thì càng rắc rối. bọn hợp thể kỳ cổ đại này, hạ đế cảm thấy rất đau đầu, linh cơ trong thiên địa càng sụp sôi thì càng có nhiều tu sĩ cổ đại sống dậy. Hợp thể kỳ là một mối họa lớn, nếu để mặc bọn chúng có thể rước phải họa lớn tay trời. Không biết bao nhiêu bá tánh sẽ chịu thương vong, nhưng tin tốt là cho đến nay vẫn chưa có tu sĩ ở hợp thể kỳ sống dậy. Dựa vào thông điệp hiện tại thu thập được, những tên tu sĩ sống dậy sớm nhất đều ở hợp thể sơ kỳ. Càng về sau thì tu vi của những tu sĩ sống dậy càng cao. Bọn chúng sống dậy ở bố y chấn là bốn tên ở hợp thể đỉnh phong, và một tên ở hợp thể hậu kỳ có thể dự đoán trước rất nhanh thì sẽ có tù sĩ ở độ kiếp kỳ sống dậy đến lúc đó những rắc rối ở đại dương đông bộ phật quốc tây bộ yêu vực nam bộ vùng đất cực bắc tứ đại ma giáo sẽ nổ ra cùng một lúc chuyện này sự cai trị của vương triều đại hạ sẽ át hẳn phải lung lay lúc đó e rằng lời đồn mỗi vương triều chỉ tồn tại được có mười vạn năm sẽ trở thành sự thật tất cả chỉ vì mục đích thành tiên ánh mắt của hạ đế lạnh lẽo y biết khá nhiều bí mật tất thể tay vạ đều do có người âm thầm sắp đặt người đứng sau màn muốn khiến cho nhiều đạo quả tiên nhân xuất hiện hơn nữa hạ đế nghi ngờ đây là hành động của kẻ vô danh thời thượng cổ cũng chính là một trong năm vị tiên nhân thời thượng cổ thành tiên quan trọng đến vậy sao hạ đế lòng đầy phẫn nộ nhưng lại không thể hiện ra ngoài nếu kẻ đứng sau màn thật sự cho rằng vương triều đại hạ là quân cờ có thể mặc sức thao túng thì gã đã lầm to rồi. Hạ đế không tiếp tục suy nghĩ về chuyện kẻ vô danh thời thượng cổ. Y một lần nữa rời sự chú ý của mình lên vấn đề của hai hợp thể kỳ đang lẩn trốn. Lúc này Tổng quản thay giám nhận được một bản tấu sau khi nhìn thấy xuất xứ thì vội vàng đưa cho hạ đế. Hạ đế đọc xong, mặt mày rạng rỡ. Tốt, tốt lắm. Quân thần hoang mang, không biết bản tấu trường viết gì mà bệ hạ vui mừng như vậy không cần phải nghĩ về việc hai tên hợp thể kỳ đó nữa. Vân Trí của Vấn Đạo Tông đã bắt được hai tên đó rồi. Vân Trí Một số đại thần chưa đủ lịch duyệt không biết Vân Chi là ai. Trong số 8 vị trưởng lão của Vấn Đạo Tông, hình như không có ai tên là Vân Chi. Một số cựu thần thông thạo tin tức, biết rõ về thân phận và sự khủng khiếp của Vân Trí, biết rằng bắt sống hai hợp thể kỳ chẳng phải là việc khó khăn đối với nàng. Yêu vực cử sư giả Hạ đế và quần thần bắt đầu thảo luận về những việc khác. Sau khi bái chiều, hạ đế trở về điện dưỡng tâm. Duyệt những tấu trường mới. Bệ hạ, tần quốc công, cảnh nham tông có việc thượng tấu. Tổng quản thái giám nhỏ giọng nói. Thậm chí hạ đế còn không ngẩng đầu lên. Cho vào. Sau khi tần quốc công vào điện dưỡng tâm, thấy hạ đế đang bận rộn phê duyệt tấu chương, Lão cũng không nói gì, đứng cách đó kính cẩn chờ đến khi hạ đế duyệt xong tấu trường quan trọng nhất thì mới lên tiếng tần quốc công có chuyện gì hạ đế với vẻ trang nghiêm nhìn tần quốc công người nhát gan thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của y bệ hạ thần cho rằng không thể không cảnh giác với vấn đạo tông vân trì của vấn đạo tông đã từng dùng thân phận đệ tử để đánh bại năm tông chủ của ngũ đại tiên môn sông sáo ra kỷ lục có một không hai kể từ đó nàng ít giao du với ngoại giới hiếm khi ra tay Nhưng mỗi khi ra tay Chẳng lần nào không khiến mọi người kinh hãi Trong trăm năm nay Tu vi của nàng chắc hẳn đã đạt tới một mức độ khủng khiếp Thần lo lắng rằng Sự tồn tại của nàng Sẽ làm lung lay nền móng của vương triều Sau cùng vấn đạo tông kiến lập Trong thời đại ngu Đã trải qua chia đôi thiên hạ Đại hạ lập quốc Nói không chừng sẽ sinh ra địch ý xoán ngôi Đây không phải chỉ là lời nói của mỗi mình thần Trên đường thượng triều thân còn nghe thấy tiểu nhị sướng vấn đạo hưng thiên hạ bình hạ đế nhớ mày tần quốc công thấy vậy biết rằng bệ hạ đã xin lòng nghi ngờ về vấn đạo tông nên không nhiều lời rồi xin cáo lui rời đi hạ đế gọi tổng quản thái giám đi điều tra xem tần quốc công gần đây đã gặp những người nào tập trung điều tra mối giao thiệp giữa lão và yêu vực vâng hạ đế trong lòng kỳ gần xem ra trên triều đình này cũng không phải tất cả đều đứng về phía đại hạ khiến cho chấm và vấn đạo tông nảy sinh khoảng cách thật đúng là một ý tưởng hay sau khi lên ngôi hạ đế đã lần lượt thăm viếng ngũ đại tiên môn trong lúc thăm viếng vấn đạo tông gặp được vân chi hạ đế thẫn thờ như nhìn thấy tiên nhân hạ phàm y cảm thấy người này thâm sâu mặc chắc nên đã cử người đi dò thám nhưng vẫn không thể làm rõ nội tình của vân chi vì vậy y trực tiếp đã đến cấm địa của hoàng cung để hỏi lão tổ Liệu rằng có biết vấn đạo tông Có một người nữ tu sĩ tên là Vân Chi hay không Lão tổ trầm mặc hồi lâu Chỉ trả lời một câu Người mạnh nhất trong ngũ đại tiên môn Hạ đế không từ bỏ Lại tiếp tục hỏi So với lão tổ người thì sao Đừng có hỏi nữa Hạ đế bị lão tổ đá ra ngoài Có cảm giác tựa thể như thẹn quá hóa giận mươi 146 Xích tử chi tâm Kể từ đó hạ đế đã biết được việc trở mặt về vấn đạo tông mới thật sự là ứng với lời nguyền vạt năm nhưng kẻ đứng sau màn đó chỉ tưởng rằng vân chi có thiên phú cao rất mạnh nhưng lại không có khái niệm rõ ràng về cái mạnh của vân chi nếu bọn chúng biết vân chi mạnh tới đâu thì sẽ biết rằng kế hoạch ly gián này ngu xuẩn thế nhường nào đại sư tỷ bây giờ chúng ta đang đi đâu thế lục dương thấy sau khi đại sư tỷ bay tới vấn đạo tông nhưng không dừng lại ở đỉnh thiên môn mà tiếp tục bay về phía trước Lục Dương chưa từng đặt chân tới nơi này bao giờ. Giới họ có núi cao, sông dài, có đất trắng bạt ngàn, có hoang thổ, đại mạc. Ngục đỉnh Lục Dương và Mạnh Cảnh Chú chưa từng nghe về nơi này. Đại sư tỷ băng qua những khu vực này, đạp xuống một ngọn núi u ám. Ngọn núi này bị dây xích khổng lồ cuốn lấy. Đầu bên kia của dây xích cuốn quanh bốn ngọn núi ở bốn hướng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chú dùng mình, cảm thấy nơi này chẳng phải là một nơi tốt lành gì. Lục Dương từng học một chút về phong thủy, trận pháp. Phong thủy chú trọng thông thoáng, ít nhất có một hướng trong đông tây nam bắc có thể liên hệ với ngoại giới. Đó là sinh cơ. Thế nhưng tứ phía của ngục đỉnh bị núi bao quanh, chặn đứng tất cả sinh cơ. Những đám mây cận kề ngục đỉnh như một cái nắp phủ kín mít khu vực này. Ngục đỉnh là nơi giam giữ thẩm vấn phạm nhân. Ba người họ đáp xuống, vân chỉ mở lối ra vào của trận pháp, sách theo linh hồn của hai hợp thể kỳ đi vào từ chân núi. Một mạch đi xuống khoảng 5.000m mới dừng lại. Tất cả phạm nhân đều bị giam giữ ở dưới ngục đình. Khi đến ngục đình, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chú có cảm giác như trở lại bố y chấn, không thể điều khiển chút linh khí nào. Đây không phải là cấm linh trận, mà là một loại quy tắc. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chú phát hiện ra rằng, ở đây có gần 100 lồng giam, hầu hết các lồng giam đều trống, chỉ có mười mấy cái có người. Nói đúng hơn là những tên bị giam cầm không phải là người, mà là những hình thể hồn linh hồn, những hình thể linh hồn này dưới sự áp chế của quy tắc trở nên u rũ nhụt chí, mặt ủ mày trâu. Một số hình thể linh hồn khi nhìn thấy hai tên nhóc như Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thì thèm khá tới mức chảy nước miếng, muốn vô tới ăn sống bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy Đại sư Tì thì chúng liền trở nên ngoan ngoãn. Lục Dương cảm thấy những người bị giam cầm ở nơi này cũng có phần quá ít, số lượng bị giam ở trong địa lao của quận Diên Giang. Thậm chí còn nhiều hơn cả nơi này Những tên bị giam ở đây Đều là những tu sĩ hợp thiệt kỳ cổ đại Cả hai người các đệ cẩn thận một chút Vân Chi nhắc nhở Hai người họ thoáng dùng mình Không còn cảm thấy số người bị giam ở đây ít Lại trời mấy mấy tên hợp thể kỳ Bị nhốt ở đây ư Đại sư tỷ Không sợ chúng chạy trốn hay sao Lục Dương khẽ hỏi Chạy trốn Tên tiểu tử nhà ngươi Cũng không khỏi quá coi thường bậc cao niên như ta một giọng nói non nớt vang lên lục dương nghe thấy tiếng động quay đầu thấy một đứa bé tóc bạc đứa bé không cao nhón chân lên mới tới eo của hắn sư tổ lục dương và mạnh cảnh chu ngạc nhiên không ngờ ai từ tóc bạc này là sư phụ của bất ngữ đạo nhân sư tổ hai người bọn họ cùng gọi <laughs> chẳng phải cảm thấy ta quá nhỏ đúng không à không hề không hề hai từ tóc bạc nói với giọng điệu giả cỗi các con còn nhỏ quá Kiến thức chưa đủ Không hiểu trạng thái của ta Đây là một phương thức tu luyện Lục Dương nhanh chóng nghĩ tới một truyền thuyết Cổ nhân nói Thường đức bất ly Phục quy ư anh nhi Nhiều tu sĩ lớn dốc cả đời họ Để theo đuổi xích tử chi tâm Nhưng cuối cùng lại không tài nào đạt tới cảnh giới này Việc cố tình theo đuổi Đã không còn ý nghĩa của trẻ thơ nữa Thì làm sao có thể thật sự đạt tới được xích tử chi tâm Lẽ nào sư tổ người Đã phục quy ư anh nhi Đã tới trạng thái phản pháp quy chân Thiên nhân hợp nhất Đã có được xích tâm cảnh xích tử ư Mạnh cảnh chu cũng rất ngạc nhiên Trước giờ xích tử chi tâm Đều tồn tại trong truyền thuyết Những trưởng bối trong mạnh gia Đều chẳng có ai đạt đến tâm cảnh này Không ngờ vấn đạo tông lại có một người Hai từ tóc bạc chỉ cười mà không nói Nhẹ nhàng gật đầu Về mặt tựa như đang nói Đúng là hai tiên tiểu tử hiểu chuyện Vân Chi hơi thắc mắc Sao những gì mà con nghe kể Lại không phải như vậy Sư phụ nói rằng khi sư tổ còn trẻ Người trăng hoa thành thói Lưu luyến trong thanh lâu không biết đường về Làm lỡ việc tu hành Sau đó không biết người đã chịu phải sự đả kích gì Đột nhiên tỉnh ngộ Muốn nỗ lực tu luyện Để thể hiện quyết tâm Đã vĩnh viễn cố định cơ thể mình ở 6 tuổi Như vậy thì người không cần lo lắng Về việc dò dĩnh dương khí nữa Lục dương và mạnh cảnh trù trợn mắt há mồm Nói một cách chính xác Thì đây quả thật là một phương thức tu luyện Hai người họ nhớ lại Một số tu sĩ tu luyện tới một cảnh giới nhất định Có thể khống chế hình dáng của bản thân Vậy tại sao một số tu sĩ Thích giữ hình dáng của hài tử tóc đào Và cụ lão tuổi xế chiều Chẳng lẽ lý do Cũng giống như sư tổ sao À không, không, không thể nào Không thể suy nghĩ về việc này Cả hai người họ nhanh chóng thả lỏng đầu óc Tóm lại có lão phù ở đây thì những tên hợp thể kỳ đang bị giam giữ ở nơi này một tên cũng đừng hòng chạy thoát hai từ tóc bạc gắng gượng thay đổi chủ đề vân nhà đầu có lại bắt về hai tên nữa à vâng muốn thẩm vấn một chút không bằng trực tiếp siêu hồn hai từ tóc bạc đề xuất vân tri lắc đầu siêu hồn sẽ phá hủy thần trí họ linh hồn ở hợp thể kỳ là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo mất đi thần trí hiệu quả của pháp bảo sẽ giảm đi đáng kể hai hồn phách hợp thể kỳ thoáng dùng mình không phải đã nói rõ từ trước rằng vấn đạo tông là danh môn chánh phái hay sao đậy do rằng không giống với danh môn chánh phái trong tưởng tượng vân trì nhìn hai hợp thể kỳ với vẻ thắc mắc không hiểu tại sao chúng lại rất sợ hãi các người đã khiến cho nhiều người chết trong sự kinh hãi như thế vậy việc các người nhận lấy số phận tương tự không phải là chuyện rất bình thường sao điều mình không muốn thì đừng có làm với người khác vân trì còn tưởng rằng Hai tên này đã hiểu rõ đạo lý này từ lâu Vân Trì và hai từ tóc bạc Mỗi người túm lấy một hồn vách của hợp thể kỳ Ném vào trong lồng giam Lục Dương đi theo Vân Trì Còn Mạnh Cảnh Chu thì đi theo sau lưng hai từ tóc bạc Vân Trì vừa mới mở màn Thì là một loạt nghiêm hình tra tấn Các loại công cụ tra tấn Nhằm vào linh hồn lần lượt xuất hiện Khiến cho tên đó không ngừng kêu đau Xem đến khoe mắt của Lục Dương Có giật không ngớt Không ngờ đại sư tỷ xuống tay lại tàn nhẫn như vậy đợi đã hình như lúc mình mới bắt đầu tu luyện đại sư tỷ cũng làm như thế đại sư tỷ chắc chắn sẽ không áp dụng kinh nghiệm nghiêm hình tra tấn lên việc dạy dỗ mình tu luyện đâu nhỉ cứ mỗi khi nhìn thấy đại sư tỷ sử dụng một dụng cụ tra tấn bất hủ tiên tử lại dùng mình một cái nàng cảm thấy việc mình gia nhập vấn đạo tông đúng là một lựa chọn sáng suốt vấn đạo tông chắc chắn sẽ không tàn nhẫn như vậy với người của họ đâu đúng không kỳ lạ tại sao gã ta không khai gì cả vân tri thắc mắc sư tổ nói với nàng cứ làm theo quy trình này thì phạm nhân chắc chắn sẽ khai ra hết lục dương ở bên cạnh thì thào nói à đại sư tỷ này hình như tỷ còn chưa hỏi mà vân tri ở một tiếng cầm lên công cụ tra tấn đầu tiên chuẩn bị theo quy trình một lần nữa dọa tới đối phương vội vàng nói đừng 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 ta khai hết ta khai hết ngươi là người của thời đại nào Đại ngưu bốn vạn năm Có từng nghe nói về bất hủ tiên nhân Hoặc bất hủ tiên tử chưa Chưa từng nghe qua Sao còn dám nói dối à Người đó sắp bị vẻ mặt lạnh lùng Của Vân Trì dọa tới phát khóc rồi Thật sự là chưa từng nghe qua Thời đại của bọn ta Chỉ nghe nói có tiên ở Tây Phương Phật Quốc Có tiên ở Yêu Vực Phương Nam Nghi là có tiên ở Đông Dương Đồng Bộ Và vùng đất cực Bắc Thậm chí ta còn không biết danh hiệu Của một vị tiên nhân nào cả nếu như các hạ muốn tìm bất hủ tiên nhân Thì có thể đến vùng đất cực bắc xem thử Nó không chừng sau khi tiên nhân bị đông cứng lại Thì cũng có thể coi như là bất hủ Bất hủ tiên tử tức giận thế nỗi Ngay lập tức bốn sắn tay áo lên đánh người mươi 147 Ngũ tiên thời thượng cổ Bất hủ tiên tử dù lông nhím Bất hủ là danh hiệu mà nàng muốn tự hào Sao có thể bị bụi nhọ bởi tên hợp thể kỳ còn con Bây giờ bổn tiên sẽ đóng băng người vào trong băng tùy vạn năm sau đó lăn bột cho vào chảo dầu chiên giòn Bất hủ tiên tử đe dọa Một cách hùng khổ Bộ thật sự cho rằng tiên nhân dễ dàng bắt nạt ư ừ. Cái tên gọi là Phạt tiên chân nhân kia Cũng bị bổn tiên ghi chết bằng một ngón tay bổn tiên không tin ngươi Có thể chịu nổi một ngón tay của ta Ấy đừng 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 kích động Cho không gian tinh thần Lục dương kéo bất hủ tiên tử lại Bảo nàng ấy vuốt tay áo xuống Tên hợp thể kỳ đó có tên là tạp lập chân nhân Những chuyện còn lại mà gã khai báo cũng không khác gì mấy so với lời nói của phạt tiên chân nhân thứ duy nhất có giá trị là vị trí của một động tiên động tiên chính là ở nơi đó bên trong cất giữ tài sản của cả đời ta nếu các ngươi không tin thì có thể đi xem thử là sẽ biết ngay ta có nói dối không nhưng ta đã đặt ra quy tắc cho động tiên ấy chỉ những người ở trúc cơ hoặc thấp hơn mới có thể vào trong những kẻ như trúc cơ kỳ tuyệt nhiên sẽ không thể có được kiểm kiểm soát của động tiền ấy chỉ cần các ngươi thề rằng sẽ không luyện chế ta thì ta sẽ dâng tặng động tiền ấy cho các ngươi tam lập châm nhân đe dọa vân tri không đồng ý thậm chí còn chẳng hề có ý định ra vừa thỏa hiệp mặc dù vẫn đạo tông luyện chế hồn vách nếp sống không đúng đắn còn trong bộ lục dương và mệnh cảnh chu dù nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng là danh môn tránh phái vẫn phải có lằn danh của mình không thể nói dối được Vân trì dắt lục dương rời khỏi ngục tù Lúc rời đi vừa hay gặp sư tổ Và mạnh cảnh chu Cũng kết thúc việc thẩm vấn Vân trì và sư tổ đối chiếu cổ cung hai bên Trên cơ bản là nhất quán Điểm khác biệt duy nhất Là tên hợp thể kỳ ở bên sư tổ Biết một vị tên là Ứng Thiên Tiên Ứng Thiên Tiên ở Đông Hải Mênh Mông Vị trí cụ thể thì gã ta không rõ Vân trì gật đầu Đây chẳng phải là tin tức gì mới Đã bắt được nhiều tên hợp thể kỳ như vậy cộng thêm việc khảo chứng cổ thư từ sớm đã biết rằng ứng thiên tiên là một trong ngũ tiên thượng cổ ở đông hải ứng thiên tiên à đây không phải là cái tên mà lục dương nghe thấy từ bất hủ tiên tử đã nhắc tới một vài lần rồi hay sao theo như lời của bất hủ tiên tử thì ứng thiên tiên là một vị tiên nhân có thực lực tương đương với bất hủ tiên tử cân nhắc tới thực lực và tính cách của bất hủ tiên tử lục dương tạm thời không có một nhận định chính xác về ứng thiên tiên ứng tiên tiên ở Đông Hải Đi đi, dẫn bổn tiên đi tìm tiên đó Bổn tiên ra mặt Chắc hẳn với tiên tuổi của bổn tiên Có thể đảm bảo cho người ăn sung mặc sướng Ước gì có đó Cho không gian tinh thần Bớt hủ tiên tử nói với vẻ hào hứng Và cho lục dương một chiếc bánh vẽ lớn Lục dương nhắc nhở Tiên tử chớ quên rằng mình đã chết thế nào Cho đến nay vẫn không biết Người bị ai giết Ngoài người già còn bốn vị tiên nhân hung thủ chắc chắn là một người trong số họ ngươi không sợ hung thủ là ứng thiên tiên sao Bớt hối tiên tử Bị lục dương dội một gáo nước lạnh Bình tĩnh trở lại Nói lắp bắp Chắc chắc là sẽ không phải vậy đâu Đúng không Ứng thiên tiên là một người tốt mà Không giống như có ý đồ xấu Vậy người nghĩ trong số bốn tiên nhân Thì ai có khả năng giết người nhất Bớt hối tiên tử trầm mặc Nàng cảm thấy không ai muốn giết mình cả Thường ngày ai nấy đều tỏ ra khá hòa hợp Rất khách sáo với mình nhưng nàng phải công nhận Cái chết của nàng chắc chắn có liên quan tới một trong số tứ tiên Vậy người nghĩ rằng Ai có thể làm được việc hóa muôn trùng tinh tú thành đại lục Lục Dương hỏi Cảm thấy đây là một manh mối Có thể khoanh vùng phạm vi của kẻ vô danh thời thượng cổ Bất hồ tiên tử không hiểu ý của Lục Dương Năm người bọn ta đều có thể làm được mà ẻo ơi thế cơ á Tiên tử thì ra người lợi hại như vậy sao phải chăng thay đổi trước đây của ta đối với người đã quá tùy tiện rồi lục dương cuối cùng cũng nhận thức được tiên nhân không chỉ đơn thuần là một cảnh giới từ tiên nhân đại diện cho mong mỏi cả đời của người tu sĩ nghĩa là đã đạt tới đỉnh cao của tu luyện sở hữu sức mạnh vô hạn một tay che trời luyện hóa tinh tú cũng chỉ là chuyện nhỏ bất hủ tiên tử mãi vẫn chưa có cơ hội thể hiện ra sức mạnh là bởi vì nàng vẫn đang trong quá trình hồi phục lúc này vân chi nói với lục dương những tiền nhân thời thượng cổ lần lượt là ứng thiên tiên, kỳ lân tiên, tuế nguyệt tiên và cửu trùng tiên. đối với người đời, tiên nhân cao cao tại thượng không thể đoán định, thậm chí không thể khẳng định rằng họ có tồn tại hay không. chẳng hạn như lục dương và mạnh cảnh chu, họ cũng chỉ biết về sự tồn tại của bất hủ tiên nhân thông qua bất hủ giáo. nhưng đứng ở vị trí của vân chi, nhưng điều mà nàng biết nhiều hơn so với những người đời biết, danh xưng của tứ tiên đối với nàng chẳng phải bí mật gì. Vị trí cụ thể của bốn vị tiên nhân chưa rõ Nhưng có thể khẳng định được rằng Ứng thiên tiên ở biển cả Đông Hải Kỳ lân tiên ở yêu vực phương Nam Còn tuế nguyệt tiên và cửu trùng tiên Thì không rõ tùng tích Lục dương chú ý đến danh xưng Của một vị tiên nhân trong số đó thoáng giật mình Kỳ lân Hắn nhớ đến những vị dược vương nhỏ trong dược viên Trong đó có một cây Kỳ lân bất tử dược Kỳ lân trong truyền thuyết không tồn tại Nhưng kỳ lân mà cổ nhân nhìn thấy thực ra đều là kỳ lân bất tử dược nếu như đối phương cũng được gọi là kỳ lân tiên thì có nghĩa bản thể của đối phương là kỳ lân sao bờ đủ tiên tử tây lục dương có hứng thú nên đã giải thích tên thật của kỳ lân tiên là thích kha bản thể của hắn quả thật là kỳ lân theo như lời của hắn bản thân hắn thật sự là tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian là một sinh linh huyền diệu chỉ có thể được sinh ra từ việc tề tiệu vận khí trong thế gian dù sao thì trong thời đại đó của ta chỉ có một con kỳ lân Ta không có hiểu biết gì nhiều với thời đại hiện tại Nhưng chắc hẳn là sẽ không có con kỳ lân thứ hai xuất hiện Trên thực tế trước khi bất hủ tiên tử xuất hiện Vân Chi một mực cho rằng Thời thượng cổ chỉ có bốn vị tiên nhân Nói cách khác chính xác hơn Tất cả mọi người đều nghĩ vậy Những tên hợp thể kỳ bị giam giữ ở ngục đỉnh Tên cổ xưa nhất có thể truy ngược về thời đại kiền Cách hiện tại đã hơn 20 vạn năm Theo lời của gã thời thượng cổ chưa có bốn vị tiên nhân. Không chỉ là những tù nhân ở ngục đỉnh, mà các cổ thư cũng ghi chép như vậy. Thời thượng cổ có tứ tiên, lần lượt là ứng thiên tiên, kỳ lân tiên, tuế nguyệt tiên và cửu trùng tiên. Trước khi bất hủ giáo xuất hiện, trong lịch sử trưa nay chẳng hề có bất cứ ghi chép nào về bất hủ tiên tử. Sau khi bất hủ giáo xuất hiện, có tù sĩ cho rằng đây là một tiên nhân được bịa đặt ra một cách vô căn cứ, chẳng hề tồn tại trong thời kỳ thượng cổ bốn tiên trong thời thượng cổ có tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả những người ở độ kiếp kỳ khi nhìn thấy bổn tiên cũng sợ đến run cầm cập. sao lại không có tiên danh của bổn tiên? sau khi bất hủ tiên tử biết tin này, thì biểu thị vô cùng bi vấn. người ấy đã giết nàng hiểu rất rõ về đặc tính đạo quả của nàng, đã cố tình xóa bỏ sự tồn tại của nàng khỏi lịch sử. cụ không đúng, theo cách gọi tiên danh của tứ tiên thượng cổ, tiên tử người đáng lẽ gọi là bất hủ tiên mới đúng. lục dương nói. Cũng là do quan điểm mà tên ứng thiên tiên đó đưa ra Hắn nói rằng tên ba chữ có khí thế hơn Mọi người đặt tiên danh Thì cùng đặt tên ba chữ đi Còn kiến nghị ta gọi mình là bất hủ tiên Ta còn lâu mới chịu gọi mình là bất hủ tiên Nghe khó tên nhường nào Hơn nữa không phân biệt được là làm hay nữ Còn cho ta giống như một tên đàn ông vậy Nào nghe có tên êm tai như bất hủ tiên tử Lục Dương cảm thấy hoàng đậu đậu nghe còn êm tai hơn Nhưng không thể nói ra câu này nếu không bất đủ thiên tử chắc chắn sẽ xù lông nhím đại sư tỷ bảo rằng hai tên tù nhân đã bị giam cầm ồn thỏa nói câu chào hỏi với sư tổ thì dẫn lục dương vào mạnh cảnh chu rời khỏi ngục đỉnh đại sư tỷ chúng ta có nên đi một chuyến đến di tích động tiên mà tam lập chân nhân nói không lục dương nhận thấy rằng đại sư tỷ vẫn không có ý định quay trở về đỉnh thiên môn mà trực tiếp bay ra khỏi vấn đạo tông đám mây mà vân trì điều khiển rất lớn không thể nhìn thấy cảnh vật ở bên dưới vì vậy lục dương cũng không cảm thấy sở độ cao vân trì khẽ gật đầu tài sản cả đời của một hợp thể kỳ có giá trị để xem xét chương 148 động tiên tam lập di tích động tiên gì mạnh cảnh chu không có mặt trong lúc nghiêm hình tra khảo lục dương giải thích người mà chúng ta khảo tên là tam lập chân nhân lão ta để lại một động thiên quy tắc là chỉ cho phép những người ở trúc cơ kỳ trở xuống vào trong bên trong cất giữ của cả cả đời của lão của cả cả đời của tu sĩ hợp thể kỳ sau mạnh cảnh chú hít sâu một hơi lục dương thì không có khái niệm gì nhưng hắn ta biết rằng tài sản của tu sĩ hợp thể kỳ đáng gờm tới nhường nào chỉ cần nhìn những trường bối trong nhà là đã biết được đó quả thật là một khối tài sản dù có tiêu pha phung phí cả đời cũng không thể tiêu hết hắn ta từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ rồi nếu có được nó Hoặc có thể được chia một phần nho nhỏ Thì cũng đã phát tài rồi Ngay cả vấn đạo tông Một tông môn lớn như vậy Cũng không thể bỏ qua tài sản Của một tu sĩ hợp thể kỳ Hơn nữa chỉ những người ở trúc cơ kỳ Mới có thể vào <laughs> Đây không phải là tạo cơ hội cho hai người chúng ta sao Lục dương vào bạch cảnh chu cười khúc khích Những bí cảnh giới hạn cảnh giới thế này Phù hợp nhất để họ phát huy Đại sư tỷ dẫn họ tới đây chắc hẳn là đã cân nhắc tới tài hoa của họ muốn để cho hai người bọn họ đi vào trong di tích động tiên tốc độ bay của từng vân mây rất nhanh những người ở dưới mặt đất ngước nhìn lên trời chỉ trong khoảnh khắc một đám mây bay vút qua nhanh tới nỗi như thể vừa rồi là ảo giác không lâu sau ba người bọn họ đã đến vị trí mà tam lập chân nhân nói cách phân định khu vực trong thời đại ngủ có chút khác biệt so với ngày nay theo cách nói hiện tại di tích động tiên của tam lập chân nhân nằm ở phía đông ký châu quận Hoa Vân Dưới cây cây thứ 16 Khi đếm từ trên xuống dưới Từ đỉnh núi Đại lang Vân Trì vốt ve thân cây Cảm thấy sự dao động của không gian Xác nhận rằng ở đây quả thực có một đồng tiên Vị trí của đồng tiền khá kín đáo Khó lòng dò rét Mạnh như Vân Trì cũng phải cần rất gần Mới có thể biết được động tiên hay không Động tiên của tam lập chân nhân Vẫn chưa bị ai phát hiện Vân Chi dùng ngón tay cái và ngón giữa Gõ nhẹ vào thân cây cùng với một cơn xoáy một cửa hàng tối mù xuất hiện trước mặt ba người miệng hàng có hình dáng của một vòng xoáy màu đen không gian màu đen không ngừng xoáy vòng tròn về trong không gian có phủ văn chớp nhoáng đồng nghĩa với việc đã được có người ta thêm vào quy tắc đây là động tiên có chủ không thể tùy tiện đi vào mà quy tắc là để đi vào động tiên này chính là chỉ có những tù sĩ ở trúc cơ kỳ dưới 20 tuổi mới có thể vào trong ngay lúc lục dương và mạnh cảnh chu tưởng rằng đại sư tỷ sắp bảo bọn họ vào trong thì thấy đại sư tỷ dùng hai tay túm lên mép của vòng xoáy màu đen trực tiếp xé ra một lỗ hồng khổng lồ tất cả quy tắc đều phân hóa tàn giã trong khoảnh khắc này tất cả đều không thể hạn chế được đại sư tỷ theo lý mà nói thì bây giờ không phải là giây phút để bọn họ tỏa sáng ngay sao tại sao lại không như tưởng tượng gì mấy bọn họ có mặt tại đây phải chăng là có chút thừa thái rồi đúng không Vậy đại sư thì dắt bọn họ tới đây để làm cái gì? Lục Dương hỏi ra nghi vấn trong lòng Vân Trì nghiêng đầu suy nghĩ một hồi Lúc rời khỏi ngục đình Chẳng phải các đệ tự mình leo lên hay sao Ta đâu có kêu các đệ đâu Được thôi Thật sự trở thành người thừa thãi rồi Cho không gian tinh thần Bất hủ tiên từ cười ngạt nghẽo Ba người bọn họ đi vào di tích đầu tiên Nhìn thấy về phía xa Là một thảo nguyên mênh mông Trên thảo nguyên có những con voi chậm rãi ăn lá cây sư tử đuổi theo linh dương ngoác mồm ngoạm gãy cổ linh dương ở phía khác của thảo nguyên một cánh rừng mưa rậm rạp loáng thoáng có thể nhìn thấy những con vật khổng lồ luồn lách ở trong rừng mưa lục dương rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đã bị áp chế bây giờ hắn chỉ có thể phát huy thực lực của luyện khí hậu kỳ lúc này những đám mây xếp thành những con chữ bắt mắt xuất hiện ở trước mắt ba người bọn họ nơi đây nguy hiểm nhanh chóng rời đi nơi đây nguy hiểm nhanh chóng rời đi nếu người còn khăng khăng muốn vào trong hãy nhớ kỹ quy tắc của động tiên tam lập điều này có thể cứu người một mạng điều thứ nhất tu vị của tất cả mọi người đều sẽ bị áp chế xuống luyện khí tầng 9 điều thứ hai không thể liên lạc được với ngoại giới điều thứ ba động tiên tam lập chỉ có thảo nguyên không có rừng mưa nếu như nhìn thấy rừng mưa xin đừng đi vào điều thứ tư sư tử là con vật hiền lành nếu sư tử đuổi theo người xin đừng chạy trốn nó chỉ muốn chơi đùa với người điều thứ năm linh dương là một loài yêu thú đứng thẳng bằng hai chân trên đầu có sừng xoắn ốc linh dương nở nụ cười là hiện tượng bình thường xin đừng sợ hãi điều thứ sáu không có voi trên thảo nguyên nếu như nhìn thấy voi thì nhất định phải xin sự che chở của sư tử sư tử sẽ bảo vệ cươi điều thứ bảy nếu người lạc vào rừng mưa thì đừng có hoảng loạn giữ bình tĩnh là điều kiện tiền quyết để sống sót trong rừng mưa. Điều thứ tám, tinh tinh trong rừng mưa là do con người giả trang thành. Vì vậy việc chúng biết nói chuyện là hiện tượng bình thường. Nhưng tinh tinh sẽ không chủ động đến tìm ngươi để nói chuyện. Điều thứ chín, nước ở trong rừng mưa không thể uống. Điều thứ mười, nếu ngươi gặp phải yêu thú ở trúc cơ kỳ thì hãy bắt trước tiếng kêu của tinh tinh. Yêu thú trúc cơ kỳ sẽ chủ động rời đi. Điều thứ mười một. Tất cả quy tắc trên đều là sự thật Sau đó Lục Dương lại nhìn thấy dưới chân mình Có người dùng máu viết một số dòng chữ Chữ viết bằng máu nghịch ngoặc Giống như là để lại trong lúc vội vã Màu chóng chạy trốn Nơi đây nguy hiểm Nơi đây đã xảy ra dị biến Chú ý Những gì ta viết là quy tắc thực sự của động tiên tam lập Động tiên tam lập có thảo nguyên và rừng mưa Rừng mưa an toàn hơn thảo nguyên Sư tử có tu vi kim đan kỳ Thấy người là ăn linh dương sẽ không di chuyển bằng hai chân nếu nghe thấy tiếng cười của linh dương hãy lập tức rời đi con voi sẽ bảo vệ ngươi phải luôn giữ sự bình tĩnh trong rừng mưa đừng chủ động nói chuyện với tinh tinh nếu không ngươi sẽ bị hóa thành tinh tinh nếu cảm thấy cơ thể của mình có sự bất thường hãy tranh thủ thời gian uống nước trong rừng mưa có thể cứu ngươi một mạng đừng bắt chước tiếng kêu của tinh tinh điều đó sẽ thu hút yêu thú kim đàn đến tất cả quy tắc cổ động tiên tam lập đều là giả Lục Dương vào Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy vết máu không rét mà run. Chữ viết bằng máu còn chưa viết xong. Chữ hết ở sau cùng kéo dài thành một vết máu dài. Như thể có ai đó dốc hết lòng, bỏ ra khỏi động tiên nhưng lại bị một thực thể nào đó đáng sợ cắn chặt vào người kéo trở lại một cách thô bạo để lại một vệt máu bằng mắt hai người bọn họ cảm thấy sờn gai ốc trong động tiên này có thứ gì có rất nhiều vấn đề trong những quy tắc này khắp nơi đều có mâu thuẫn Suốt cuộc là quy tắc đầu tiên chuẩn xác hay là quy tắc còn lại mới chuẩn xác? Dựa trên những trải nghiệm trong bố y chấn, thì quy tắc đầu tiên có vẻ chính quy hơn. Phải chăng là nó đúng? Chưa chắc. Không ai nói quy tắc chính quy hơn mới là chuẩn xác. Quy tắc còn lại trông giống như được viết một cách vội vã. Cớ sao lại không phải là một hình thức của quy tắc chứ? Hai người bọn họ khó lòng đưa ra quyết định. Hiện tại họ chỉ có luyện khí tầng 9. Nơi đây tràn ngập yếu tố kim đan và trúc cơ. Không thể đỏ sức được chỉ có thể đối phó bằng mưu trí nhưng hiện tại có hai loại quy tắc không thể phân biệt được thật giả một khi chọn sai ắt hẳn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đừng hoảng loạn chắc chắn có cách giải quyết một bên nói rằng sư tử tốt bụng một bên nói rằng sư tử sẽ ăn thịt người một bên nói rằng con voi sẽ giết người một bên nói rằng con voi có thể bảo vệ chúng ta vậy thì chúng ta có thể dụ sư tử và voi đến cùng một chỗ xem thử coi con nào có thể bảo vệ chúng ta như vậy là có thể suy đoán ra quy tắc nào mới là quy tắc thật sự. Phải chăng cả hai quy tắc đều là nửa thật nửa giả, viết ra quy tắc chỉ để hãm hại người khác? Đúng là có chút khó xử. Ngay lúc hai người bọn họ còn đang vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách để tìm ra con đường sinh tồn, chỉ thấy Vân Chi giơ cánh tay lên, lộ ra cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Đây hiển nhiên không phải là một trường có luyện khí kỳ. Đường trường chất chứa sức mạnh kinh hồn, giết gà một cách cuồng bạo, dọa đến sư tử linh dương và voi cùng với tinh tinh đều vắt cẳng lên chạy bất kể là ăn thịt người hay bảo vệ người đối diện với trường lực này thì không có bất cứ sự khác biệt nào chỉ có nước chạy bạt mạng mà thôi trường ấn này đã xuyên thủng qua thảo nguyên và rừng mưa tạo thành một con đường dẫn thẳng đến điểm đích quy tắc nơi đây làm sao có thể hạn chế được vân trì chứ Thế chương 148 Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm Xin hẹn gặp lại